chứng minh tam giác B A D đồng dạng với tam giác B H Y, quá dễ, ta xét liền, xét hai cái tam giác B A D và tam giác B H Y. Thì các bạn nhìn kỹ vào đi ạ, sẽ có những cái dữ liệu gì ạ? Nhìn vào đi ạ. B A D, hãy góc A vuông không ạ? Hãy góc này không ạ? Đó, tiếp tục B H Y, thấy góc này không ạ? Đó, hai góc này như thế nào ạ? Bằng nhau, góc này góc gì ạ? Góc vuông. Đó, vậy mình sẽ có gì ạ? Góc B1 bằng B2. Cố gắng viết ba chữ đó là A B D. A B D bằng với H B Y. H B Y bằng chứng, xin lỗi. Lý do là gì ạ? B D là tia phân giác. Và tiếp tục nè, các bạn thấy góc này góc vuông không ạ? B A D bằng B H Y. Đó, B A D bằng B H Y. Lý do gì ạ? Bằng chứng 10 độ. Suy ra hai tam giác đó đồng dạng B A hiếu chữ D, B A D đồng dạng với B H hiếu chữ Y, B H Y trường hợp góc. Ok mọi người.